Dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh thành phía Nam khi số ca mắc gia tăng và các ổ dịch thì bùng phát mạnh ở nhiều tỉnh thành. Và đáng lo ngại là tỉnh Tiền Giang đã có một ca tử vong do căn bệnh này. Theo nhận định, hiện tỉnh Tiền Giang có số ca mắc sốt xuất huyết cao trong các tỉnh thành ở khu vực phía Nam, đồng thời đã ghi nhận một trường hợp tử vong. Hiện đang là thời điểm mùa mưa, bệnh sốt xuất huyết gia tăng. Theo nhận định của ngành y tế tỉnh Tiền Giang, tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, có nhiều khả năng gia tăng không theo quy luật và khó dự báo chính xác. Vì vậy, các gia đình cần chủ động thực hiện những biện pháp phòng bệnh.